Chào anh em đã quay trở lại với YouTube của Tinh Tế và mình là Trung DT. Vào lúc 10 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2021 thì Sony đã chính thức ra mắt mẫu điện thoại Xperia Pro i, một chiếc điện thoại vô cùng đặc biệt và có mức giá lên tới 1.800 đô, đúng là nó không dành cho mọi người. Vậy thì chiếc điện thoại này có gì đặc biệt mà mức giá của nó lại cao đến vậy? Và mình đã nhận được nhiều những cái phản hồi của anh em đang trong Tinh Tế thì bây giờ mình sẽ tổng hợp lại những cái thông tin về chiếc điện thoại này. Như chúng ta cũng đã biết thì từ lúc mà mảng Xperia đã gộp chung vào Sony Electronics thì là Xperia đã sáng tạo ra những cái mẫu điện thoại về sau dành cho một phân khúc rất riêng. Thứ nhất là Sony fan. Sony fan mới là những người có tiền mua những chiếc điện thoại như vậy. Cái thứ hai là những nhà sáng tạo nội dung, bởi những nhà sáng tạo nội dung họ sẽ gắn liền đối với những cái công việc liên quan đến âm thanh, hình ảnh cũng như là trải nghiệm nghe nhìn. Thì chiếc Xperia 1 Mark 3 hay là Xperia 5 Mark 3 đã được ra mắt vào đầu năm 2021, đã kế thừa những cái sản phẩm Xperia dòng 1 series hay 5 series và anh em đã thấy những cái sự thay đổi của Sony sau cái thời kỳ mà Xperia đã gộp vào mảng điện tử của Sony Electronics. Thì với cái phiên bản Sony Xperia Pro i, mình đọc là i theo nhà sản xuất họ đọc như vậy, thì i trong chữ Xperia Pro i đó là imaging. Imaging tức là hình ảnh. Một chiếc điện thoại sở hữu một cụm camera chính với cảm biến là lên tới là 1 inch. Thì cái cảm biến này nó sẽ tương tự như là dòng Sony RX100 đã ra mắt từ năm 2012 và đã tạo được một cái tiếng vang trong cái phân khúc máy ảnh nhỏ gọn cao cấp, hay là máy ảnh compact mà cao cấp. Thì đó là những gì mà Sony muốn mang đến cho cái dòng Xperia Pro i này. Với chiếc Xperia Pro i và chiếc Xperia Pro thì nó nằm ở hai phân khúc hoàn toàn khác nhau. Chiếc Xperia Pro nó còn nhắm đến đối tượng người dùng có nhu cầu còn cao hơn nữa, tức là những người dùng mà họ sẽ dùng những chiếc máy ảnh của mình, có thể không phải là Sony mà là bất kỳ chiếc máy ảnh nào hỗ trợ HDMI, và nó có khả năng là nó nhận thông tin của cái dữ liệu HDMI từ máy ảnh đó vào chiếc Xperia Pro và từ đó nó livestream cái chất lượng 5G thông qua cái mạng 5G. Thì đối với Xperia Pro i thì nó lại dành cho vlogger, những nhiếp ảnh gia mà nó có cái nhu cầu cao hơn so với một cái chiếc máy bình thường bởi cái cảm biến 1 inch trên cái cụm camera chính. Đầu tiên mình sẽ nói về tổng quan về Xperia Pro i nó có những gì. Đầu tiên thì anh em thấy là chúng ta sẽ có vẫn là một cái màn hình OLED 4K 120Hz quen thuộc có kích thước là 6,5 inch. Và với cái màn hình này thì là được đánh giá là một trong những màn hình tốt nhất thế giới đối với trên thiết bị di động, bởi nó có tấm nền 4K mà lại còn tần số đáp ứng lên tới 120Hz, rồi độ chuẩn màu là DCI P3 100% và được bảo vệ bằng kính cường lực Gorilla Victus, kính cường lực cao cấp nhất hiện tại mà hãng Konin đã cung cấp cho những thiết bị di động, trong khi mặt lưng là kính cường lực Gorilla Glass 6. Anh em nhìn thông số này thì nó sẽ tương đồng với là Xperia 1 Mark 3 và Xperia Pro. Và tất nhiên là chiếc máy vẫn có khả năng chống nước và bụi. Chống nước là tiêu chuẩn là IPX8 và chống bụi là tiêu chuẩn là IP6X, thì tổng cộng chúng ta hay gọi là IP65, IP68 là vậy đó. Và cái máy thì nó có cái độ dày là 8,9mm, tức là nếu mà so với iPhone 13 Pro Max ở cái vị trí mà mỏng nhất thì là máy iPhone 13 Pro Max thì nó sẽ dày khoảng 7,7mm, thì anh em sẽ hình dung ra được cái độ dày nó như thế nào. Chưa kể là cái cụm camera thì mình không có thông tin về cái thông số của cụm camera này nó sẽ dày ra bao nhiêu. Về cấu hình thì Sony đã đem toàn bộ cấu hình của dòng Xperia 1 Mark 3 vào, tức là chúng ta sẽ có một cái SoC Snapdragon 888 có hỗ trợ kết nối 5G và chỉ có duy nhất một lựa chọn là bộ nhớ RAM 12GB cùng với bộ nhớ lưu trữ là 512GB tích hợp ở bên trong. Ngoài ra thì máy cũng hỗ trợ thẻ nhớ lên tới là 1TB để có thể giao tiếp dữ liệu đối với những cái thiết bị lưu trữ bên ngoài. Đồng thời thì máy cũng được trang bị cổng USB 3.2 Gen 2, một cái tốc độ mà mình cho rằng là cao nhất trên cái thiết bị mà hỗ trợ chạy Android bây giờ. Về thông số pin và sạc thì máy có dung lượng pin là 4500mAh và sạc USB-C công suất là 30W. Thì cái 30W này thì nó dựa trên cấu hình Power Delivery PPS, tức là thông số về điện nó đã được lập trình sẵn. Nó giống như là cái công nghệ mà Samsung đang áp dụng ở trên thị trường. Và tiếp theo, chắc chắn là điều mà anh em đang mong chờ, đó chính là thông số kỹ thuật về camera. Những cái thông số mà khi mà bất kỳ ai nhìn vào Sony, họ sẽ đều cảm thấy là choáng ngợp. Trời, Sony luôn luôn đưa ra những cái thông số mà mình nhìn vô mình cũng không biết là chúng ta sẽ bắt đầu coi những cái thông số đó từ đâu. Đầu tiên, ở mặt lưng thì anh em thấy là một cái thiết kế camera đặt dọc ở vị trí trung tâm. Khi mà chúng ta cầm máy theo cái chiều dọc thì
cái thiết kế camera này nó quen thuộc như là trên dòng Xperia 1. Và điểm nhấn của cụm camera này đó chính là camera chính có ống kính Kansai T-Sound có độ phân giải là 12 MP. Tất cả các camera đều độ phân giải 12 MP. Với camera chính thì nó có kích thước cảm biến lên tới 1 inch. Thì cái cảm biến này nó thừa hưởng kích thước của cái dòng RX100. Sony nói là RX100 Mark 7 nhưng mà mình thấy á, thì cái kích thước vật lý nó sẽ tương đương với lại cái dòng RX0 Mark 2 và độ phân giải nó chỉ dừng lại ở 12 MP, tương tự như là những cái dòng Xperia 1 trước đó. Thì với cái độ phân giải này nó sẽ đồng bộ với lại hai cái độ phân giải camera còn lại là góc siêu rộng và góc tele. Thì camera chính có góc nhìn là 24mm đã quy đổi qua khẩu phim 35, camera góc siêu rộng là 16 và camera tele là 50. Về thông số khẩu độ của ống kính thì camera chính có tới hai khẩu độ, một là khẩu độ f2.0, hai là khẩu độ f4.0. Thì cái khẩu độ f4.0 này anh em rất quen thuộc nếu mà sử dụng những sản phẩm Sony, đó chính là khẩu độ trên cái chiếc máy ảnh RX0 Mark 2. Thì với cái việc mà có thể thay đổi được hai khẩu độ như vậy thì chúng ta thấy được là một cái sự kết hợp giữa team Xperia và team CyberShot, hay là bây giờ là team Alpha, nó có một sự kết hợp nó chặt chẽ hơn, giúp cho chiếc máy có một cái cấu hình thực sự là hoàn tráng như vậy. Còn hai thông số còn lại, camera góc siêu rộng 16mm thì có khẩu độ là f2.2 và camera góc tele là 50mm thì có khẩu độ là f2.4, và nó sẽ không có cái siêu tele 70mm có thể thay đổi là 105mm giống như là dòng Xperia 1 Mark 3. Rõ ràng là Sony cũng đã phân khúc từng dòng sản phẩm của mình cho phù hợp với những đối tượng người dùng. Và với một bộ ba cảm biến như vậy thì tất cả những hình ảnh nó được xử lý thông qua bộ xử lý Bion ZX4 Mobile. Thì cái bộ xử lý này thực tế là nó đã tồn tại trên dòng sản phẩm Xperia 1 và cho đến thế hệ thứ 3 thì nó vẫn tiếp tục sử dụng. Còn cái sự khác biệt giữa thuật toán của Bion Z4 Mobile khi mà hoạt động với cái hệ điều hành Android trên chiếc máy Xperia nó như thế nào thì chắc chắn chúng ta phải chờ cái trải nghiệm tiếp theo. Và mình thực sự là mình hay là những anh em công nghệ thì rất là mong chờ chiếc cái máy này nó có thể nó cải thiện được những cái thông số kỹ thuật về camera như vậy, cho ra được những mức bức hình có thể đẹp hơn. Cụ thể là tính năng auto thì mình nghĩ nó nên luôn luôn được cải thiện hơn để có thể đáp ứng được nhiều đối tượng sử dụng như vậy. Quay trở lại với kích thước của camera chính thì anh em biết là cái cảm biến 1 inch thực sự là nó đã tồn tại trên những cái dòng máy ảnh của Panasonic có cái mã là CM1 cách đây khoảng gần 10 năm, tức là cụ thể là cái năm đó là khoảng năm 2013. Và gần đây nhất là chiếc smartphone Sharp R6 được bán tại thị trường Nhật cũng được tích hợp cái cảm biến là 1 inch được kết hợp với lại Leica. Thì trong cái thế giới của những chiếc máy chạy Android mà có cái camera mà có kích thước cảm biến lớn như vậy á, thì sau những cái camera đó thì chúng ta sẽ có một cái đại diện từ Xiaomi, đó là Xiaomi 11 Ultra. Thì kích thước của nó là 1:1.12. Nó lớn hơn cả Huawei P40 Pro có kích thước là 1:1.28. Thì anh em thấy là cái kích thước của 1 inch thì nó sẽ lớn như thế nào, trong khi S21 Ultra nó sẽ là 1:1.33. Thì đó là những cái thông số mà anh em có thể mường tượng ra được cái kích thước của cái camera, của cái cảm biến 1 inch nó lớn như thế nào, và từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ sâu trường ảnh khi mà chúng ta chụp hình. Ngoài những camera có thể chụp hình thì Sony Xperia Pro I còn có những cái cảm biến như là cảm biến TOF để có thể đo chiều sâu, cũng như là cái cảm biến theo dõi cái môi trường để có thể tạo ra được cái cân bằng trắng tốt hơn, cũng như là cảm biến có thể hỗ trợ lấy nét theo pha, hỗ trợ lấy nét nhanh hơn. Thì để hỗ trợ cho những cái tính năng chụp ảnh và quay phim thì Sony đã trang bị những cái ứng dụng quen thuộc, ví dụ như là Photography Pro. Thì nó mang tới một cái giao diện tương tự như là dòng máy ảnh Sony Alpha mà hãng đang kinh doanh trên thị trường. Thì anh em sẽ thấy là một cái giao diện toàn là những cái thông số mà nhìn rất là chuyên nghiệp luôn. Rõ ràng là chiếc máy này không dành cho những người sử dụng bình thường mà dành cho những người mà thích chỉnh tay, hay mấy anh em chơi game gọi là try hat đó. Bên cạnh ứng dụng Photography Pro thì Sony còn trang bị một cái ứng dụng quay phim đặc biệt dành cho cái dòng sản phẩm Xperia Pro I này, đó chính là Videography Pro. Được biết là hãng đã sử dụng những cái thuật toán dành cho dòng máy quay chuyên dụng XDCam, vốn là một cái lựa chọn dành cho những đài truyền hình hay những người quay phim tài liệu, quay phóng sự, vì nó sẽ tập trung những cái tính năng để có thể hỗ trợ những cái đoạn video mà hay có người đứng trước cái camera, như là để phỏng vấn, như làm phóng sự. Thì với những cái tùy chỉnh như vậy thì cái ứng dụng đó có thể giúp cho
người dùng có thể tạo ra được những cái thước phim liên quan đến tài liệu một cách tốt hơn, đặc biệt là tính năng về quay vlog. Sony đã trang bị thêm một cái phụ kiện dành cho cái dòng máy này, đó chính là một cái màn hình phụ có giá lên tới 200 đô. Và cái màn hình đó có kích thước chỉ là khoảng 3.5 inch thôi, nhưng mà nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu là quay vlog hoặc là chụp selfie bằng camera sau. Cùng với đó là một cái tay cầm sử dụng Bluetooth thì nó sẽ giúp cho việc tùy chỉnh những cái thông số bao gồm zoom, tính năng chụp, tính năng quay và một số các tính năng khác nó có thể đơn giản và dễ dàng hơn. Cũng tương tự như là chúng ta cầm một chiếc máy ảnh Sony ZV-1 ZV-1 để có thể là quay vlog như vậy. Và tất nhiên thì Xperia Pro i không thể thiếu cái ứng dụng là Cinematography Pro. Thì cái ứng dụng này là nó hỗ trợ quay phim với nhiều cái tùy chỉnh liên quan đến cái dòng Cine Alta, bao gồm là tỷ lệ 21:9 cũng như là các cái profile màu phù hợp. Và chiếc Xperia Pro i thì có thể hỗ trợ quay video lên tới là 4K 120Hz. Thì màn hình nó cũng đã hỗ trợ với cái tần số quét như vậy, thì quay phim thì nó cũng sẽ được là 4K 120 khung hình trên giây. Và không chỉ có quay phim 4K 120Hz lên tới là 10 bit, thì chiếc máy này hoàn toàn hỗ trợ cái khả năng chụp ảnh RAW 12 bit với định dạng là DNG, cái định dạng mà rất là phổ biến khi mà chúng ta xử lý ảnh bằng Photoshop Lightroom. Ok, như vậy là mình đã điểm qua những thông tin về Xperia Pro i, chiếc máy mà mình nghĩ là Sony Việt Nam sẽ mang về thị trường với mức giá là 1.800 đô thị trường thế giới. Thì mình nghĩ là giá chính hãng của Việt Nam đâu đó có thể là 50 triệu chẳng hạn. Chiếc máy Xperia 1 Mark 3 hiện có giá chính hãng là 35 triệu, Xperia 5 Mark 3 có mức giá chính hãng là 25 triệu. Thì cái chuyện mà chiếc máy Xperia Pro i này có về Việt Nam với mức giá 50 triệu thì cũng bình thường thôi. Nó sẽ bằng mức giá khởi điểm của Samsung Galaxy Z Fold 2 vào thời điểm bán ra. Và anh em thấy chiếc máy này như thế nào? Chắc chắn nó không dành cho đại đa số anh em rồi. Sony fan thì cũng phải là người máu me lắm mới có thể mua. Và những cái chiếc máy này như ở những cái thị trường nước ngoài thì nó sẽ dành cho dân content creator, những nhiếp ảnh gia, những vlogger, những người mà thực sự có đủ điều kiện để có thể sắm một cái thiết bị gọn nhẹ, hỗ trợ 5G, camera chất lượng cao, cũng như là có nhiều cái trang bị mà kết nối được với những cái hệ thống máy ảnh của họ đang dùng như vậy. Vậy anh em nghĩ sao? Có thể comment vào bài và video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.